Xin chào tất cả các anh em nha. Video này là mình cập nhật là dự án Sky High tất cả các anh em. Theo nhiều tất cả anh em theo mình thì cũng điện với bác mình hỏi Sky High scam, nhưng thật ra thì chưa scam tất cả anh em. Thì hiện tại Sky High thì còn chấp nhận 3 triệu thành viên nữa sẽ cho mình vào quảng cáo tất cả các bạn. Hiện tại còn là 1.454 ngàn lượt xác minh. Nhưng theo thông tin thì nếu mà 3 triệu thành viên này thì trong 195 nước quốc gia thì tất cả các bạn thì biết rồi, chứ khoảng 2 ngày là có thể là 3 triệu thành viên này là đủ con số rồi các bạn. Hiện tại vì bên Sky nó làm để liên kết thì các bạn, nó giới thiệu những cái sản phẩm của nó như là những cái quán ăn, giới thiệu xe hơi, rồi giới thiệu những cái Sky của nó mới các bạn, nên nó cần nhiều, nó càng thu hút cộng đồng càng lớn mạnh nha các bạn. Sau khi chương trình số lượt 1.453 ngàn người này đủ số lượt của nó thì nó sẽ cho các bạn vào xem, vào chương trình xem quảng cáo nha các bạn. Các bạn đây thì không biết chừng nào, nhưng mà các bạn không có sự cam nha các bạn, các bạn cứ yên tâm nha các bạn. Nhưng mình không kiếm không được tiền này, nhưng mà sau này thì các bạn sẽ kiếm được tiền từ cái dự án này các bạn. Hiện tại nó có cập nhật theo một cái chiến dịch các bạn KIC nè. Các bạn KIC vào ngày thứ tư và ngày thứ năm tháng 10 nè các bạn. Các bạn sẽ nhận được 300 logo trị giá. Đây, vào thứ năm ngày 1 tháng 10 bạn sẽ nhận được giá trị 400 trị giá của tương lai. Vào thứ hai, đây KIC nếu cầu một lần, thứ năm và thứ 10 tiền like, tiền gỡ. Còn bạn nào muốn tham gia dự án lâu dài thì làm dự án này, còn không thì các bạn bỏ qua dự án này các bạn. Mình thấy dự án này khó lâu lắm các bạn ơi, tại vì cái này nó đã đạt yêu cầu thành viên nó quá cao, quá nhiều rồi. Đây là trang drum của thằng dự án đi ra lại sai này các bạn. Đây thì lại có nhiều bạn thắc mắc yêu cầu mình làm cái video kêu cầu mình cập nhật thông tin ra lại sai này, mình cập nhật cho tất cả các bạn yên tâm các bạn. Mình thì không biết con số này, số thành viên này bao giờ mới hết. Giờ mình chỉ biết cố gắng là ngồi chờ thôi nha tất cả các bạn. Mình thấy con bên Sky High nó cập nhật thông tin thông tin vào hàng tuần nên mình cũng yên tâm. Chỉ sợ là nó kết nối không được thôi, nó mới sợ cam thôi. Còn nó còn web, nó còn cập nhật chạy rất mượt mà các bạn, nên mình cũng không có sợ gì cái dự án này. Nếu mà được thì mình ăn, còn không được thì cũng như thôi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Nào mà có thông tin từ dán lấy sai vào chương trình quảng cáo, mình sẽ là cập nhật những clip tiếp theo từ mình, từ cho mình cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy em chào tạm biệt tất cả các bạn, và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem một clip mình. Chào tạm biệt tất cả các anh em nhé.